Vâng, chào các bạn. Hành trình nó đi cả ngày hôm nay, bây giờ là đang 4 giờ chiều. Tại ngay cái điểm cực đông, phía bên kia có hòn đảo, phía bên kia hòn đảo này, cái hòn đảo các bạn thấy cái hòn đảo mình view này. À, sáng mai phải đi qua sâu nó thì cái điểm cực đông. Ở đây là không có sóng gì luôn. À, không có sóng. Và đây là nhóm, dĩ nhiên là nhóm đoàn 80 người, nhóm kia là người ta đã đi trước rồi. À, đang các bạn thấy đang xa xa nè, đang mang hàng hóa này, cái thuyền này. Hàng hóa đang để ở thuyền này. Rồi các bạn thấy mọi người này đang mang hàng hóa này, lấy từ thuyền thúng lên này. Ok, đó là chuẩn bị cho cái bãi cắm trại đó. Và cái này là tớp tới sau. Các bạn thấy tớp này thì thấy hay vậy chứ tới sau đó. Đi sau đó. Tớp này là nhiệm vụ là cổ vũ thôi. Tới sau nên là bây giờ mới ngồi thoải mái relax chụp hình để cái quang cảnh đẹp, mình quay một vòng cái quang cảnh để cho các bạn thấy. Ai cũng tự sướng, các bạn thấy con nhỏ này nó tự sướng không? Các bạn thấy nó đang tự sướng không? Ok, quang cảnh, vâng, đó, rất là quang cảnh chung quanh. Thì các bạn thấy mọi người đi thuyền thúng ra nè, các bạn thấy, đó, mọi người đi ra thuyền này để ra cái thuyền này. Thì sáng mai là mọi người đi từ cái thuyền này để đi về lại trong cái đầm môn này. À. Đó, rồi một cái thuyền nữa này, hai thuyền nữa. Phía bên kia các bạn thấy rất là đảo không? Đảo thì các bạn thấy người ta nuôi yến này, đó các bạn thấy yến này, nhà nuôi yến, có cái trạm nuôi yến, trạm anten ở bên đó. Xa kia các bạn thấy có thuyền không? Thuyền tàu biển quốc tế nó đi ngang, rất là nhiều. Thì tối nay mọi người sẽ cắm trại ở cái khu ngay phía bên dưới này. À, dĩ nhiên không có điện đài hết mà đoàn đi chuẩn bị kỹ nên đã mang theo máy điện đồ rồi. Máy phát điện rồi luôn, mang theo đồ ăn, nước uống và mọi thứ đã được chuẩn bị rất là kỹ để tối nay có một cái buổi trại rất là tuyệt vời. Và chút xíu mọi người sẽ tắm biển nữa. Mình review một chút xíu để cho các bạn nắm được.